Những lý do bạn nên đi thử cái quán lẩu nướng này. Giữa biết bao nhiêu cái quán na ná nhau ở Sài Gòn thì thật sự quán này có nhiều điểm nổi trội hơn. Quán này có tên là Bò Úp Lết, khá là nổi ở bên quận 7, nay vừa mở thêm chi nhánh bên quận 3. Điểm cộng đầu tiên là giữ xe miễn phí và bãi giữ xe rất rộng, nhân viên đẹp trai dễ thương. Điểm cộng thứ hai là có 3 tầng lầu rất rộng và thoáng, cái tầng trên cùng thì có view nhìn ra bờ kè Trường Sa, lâu lâu ngồi ăn còn thấy đoàn tàu chạy qua rất là thú vị luôn á. Điểm cộng thứ ba là menu cực kỳ bắt mắt, món ăn đa dạng từ lẩu tới nướng tới những cái món lai rai đều có đủ. Cái điểm cộng lớn nhất chắc là mức giá, mình thấy nó rẻ. Như cái phần này tụi mình order có giá 199.000 gồm bắp hoa bò sốt cay Hàn Quốc với lại bò cuộn kim châm sốt ngũ vị. Này không biết phải điểm cộng không, nhưng mà bếp nướng nó không phải là bếp than cho nên nó cũng bớt khó với ám mùi á. Thịt bò bên đây thì rất là mềm, có cái sốt chấm ăn chua chua cay cay rất là ok. Bên đây tẩm ướp theo cái kiểu đậm đà nha mọi người, nó sẽ là điểm cộng đối với những người thích ăn đậm đà như mình. Còn những ai mà thích ăn nhạt nhạt thì đây chắc là điểm trừ, tại vì ướp nhiều sa tế với tỏi cho nên lúc nướng lên nó hơi nồng á. Mấy cái món ăn lai rai bên này giá cũng rẻ, chỉ từ 39 cho tới 99.000 một dĩa. Một cái combo lẩu cho hai người ở đây có giá 199.000, mà ta nói từ rau nấm cho tới topping nó đầy dung luôn. Cái nước lẩu bên đây là lẩu tôm trái cây, nghe cũng lạ lạ, được nấu từ bí đỏ, dứa, táo, ớt, cà chua, cái vị cũng hơi nồng mùi gừng nữa, tính ra rất là hợp ăn trong những ngày Sài Gòn mưa như thế này. Mà lên Hot Deal săn còn được giá rẻ hơn rất là nhiều, đi 3-4 người chia ra mỗi người tầm 100-150 ăn no nóc.